Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân đã thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng ngày thứ năm mùng 7 tháng 12. Sau chủ nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Thều, khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa, lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa xa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành. Đó là lời chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ tư mùng 6 tháng 12 một chút với ba ý. Ý thứ nhất, dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Đức Giêsu đem theo những bệnh nhân khỏe quạt đuôi mù tàn tật. Thế thì đây cũng là một cái gợi ý khá là cụ thể cho tất cả chúng ta trong mùa vọng này. Chúng ta siêng năng đi lễ và cũng cố gắng đưa những bệnh nhân đến nhà thờ. Mùa vọng cũng là mùa chúng ta đi đưa các bệnh nhân đến nhà thờ. Để Chúa chạy lòng thương xót thì cũng thương xót tất cả chúng ta. Rồi ý thứ hai, Thầy chạy lòng thương đám đông vì họ luôn ở với Thầy đã ba ngày rồi và không có gì ăn. Đối với những người nghèo đói, Chúa rất thương đối với những người nghèo đói chúa rất thương xin cho chúng ta cũng vậy có thể chúng ta cũng nghèo Và chúng ta thương người nghèo chúng ta cũng nghèo và chúng ta thương người nghèo và ý thứ ba anh em có mấy cái bánh à, khi gặp những người nghèo thì vấn đề không phải là là làm sao để giúp được cho bằng là mình có bao nhiêu mình có một thì chia đôi mình có một nửa thì chia chia bốn chẳng hạn con nghĩ thì đây cũng là một cái bài học nó cũng cũng rất là khó sáng hôm nay thì cũng có một chị chia sẻ với con chị bảo cha con thấy là dạy dỗ con cái về đức bác ái là khó nhất dạy dỗ con cái về đức bác ái là khó nhất thì con nói với chị ấy rằng là thì đấy là giới răn của chúa giới răn của chúa là bác ái bác ái với chúa và bác ái với anh chị em thôi thì đấy là cái bài học mà chúng ta phải tập và tập liên lị. rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ năm mùng 7 tháng 12 hai khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy Chúa lạy Chúa là sẽ được vào nước trời đâu. Chúa Giêsu nói rất là rõ nhé, không phải là cứ thưa lạy Chúa lạy Chúa là được vào nước trời, không phải cứ đọc kinh cầu nguyện là được vào nước trời. Nói ra như thế này thì cũng có thể là có các bạn trẻ cũng lại lấy cái cớ này để nói đấy đi lễ đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện cho nhiều vào rồi, cũng có được vào nước trời đâu, không cần phải đi lễ đọc kinh cầu nguyện thế thì nói như vậy thì cũng không phải nói đúng hơn là thưa với Chúa lạy Chúa lạy Chúa thì chưa đủ để vào nước trời thì chưa đủ chúng ta cũng không nên hiểu gọi là cắt cái câu đó ra tức là không phải những ai thưa với thầy lạy Chúa lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu tức là nếu chỉ đọc kinh cầu nguyện thôi thì chưa đủ và bỏ thì lại càng thiếu Đấy. nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Thế thì chúng ta vừa đọc kinh cầu nguyện mà vừa phải thực thi lời thiên chúa. Đấy. Thì đấy mới là cái điều quan trọng. À, chúng ta đọc kinh cầu nguyện để lắng nghe lời chúa và đem ra thực hành. Chỉ những ai thi hành ý muốn của cha thầy đứng ngự trên trời thì mới được mà thôi. Thế thì đủ là làm sao? Vừa kinh nguyện vừa bác ái vì thế mà quan điểm đời sống đạo đức của con cũng đã từng chia sẻ với cộng đoàn đối với cá nhân con con cứ xác tín cầu nguyện và bác ái cầu nguyện và bác ái cầu nguyện thôi chưa đủ và bác ái mà không có cầu nguyện thì xem ra là chúng ta cũng không phải là bác ái trong chúa chúng ta thấy là phép lạ hoa bánh ra nhiều đó ngày hôm qua ba, ngày thứ tư phép lạ hoa bánh ra nhiều đấy chúa cũng nhận tất cả năm chiếc bánh bảy chiếc bánh và một số cái nhỏ chúa cũng phải dâng lên cho thiên chúa cha rồi mới phát ra cho người khác Tức là tất cả mọi của cải đều phải được chúc lành, được Chúa chúc phúc. Thì lúc đấy mới trở nên cái của lễ tốt lành cho tất cả chúng ta. Thế thì nếu mà chúng ta làm bác ái mà không có cầu nguyện thì chắc là chẳng no đủ đâu. Làm bác ái tự sức mình thì chỉ có 5 chiếc bánh vài con cá. Thế nhưng mà làm bác ái cùng với cầu nguyện thì 5 chiếc bánh vài con cá nó sẽ dư thừa. Nó sẽ trở thành là tức là 5.000 người đàn ông ăn no nê mà vẫn còn dư thừa. Thì đấy là cái ý này nhé Tất cả những ai thưa với Chúa lạy Chúa lạy Chúa mà không có thực hành Thì đấy là chưa được Mà vừa phải đọc kinh cầu nguyện Vừa thưa với Chúa mà phải vừa thực hành ý muốn của Chúa Vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp theo là ý của Chúa là làm sao à, Ý của Chúa thì làm sao để mà được vào nước trời thì cái này thì chúng ta thấy là rất là rõ này Chúa Giêsu nói là trong ngày phán xét Chúa như là một vị vua đó tách biệt chiên với dê chiên bên phải mà dê bên trái Thế thì chiên ở bên phải thì Chúa nói là vào mà hưởng vương quốc vào thiên đàng đi. Bởi vì xưa ta đói, các người đã cho ta ăn. Ta khát, các người đã cho ta uống. Ta trần chuồng, các người đã cho ta mặc. Thì đấy, thực thi lời Chúa là như vậy. Ý Chúa là như vậy. Ý Chúa là thấy người ta đói, thì cho họ ăn. Dù chúng ta cũng đang đói, nhưng mà cái quan trọng là dù tôi cũng đang đói đây, nhưng mà thấy anh đói thì thôi thì có cái gì chia đôi. Đó Thực sự thì con cũng phải tập cái điều này chứ cũng không phải không đâu. Thường thì chúng ta nói, trời ơi, nhà tôi cũng nghèo muốn chết thì làm sao tôi làm mắc ái. Không? Nhưng mà Chúa muốn rằng là thấy người ta đói không nhiều thì ít, không nhiều thì ít, chúng ta phải có. Thế thì thực thi ý muốn của Chúa là để được vào thiên đàng chúng ta phải thực thi ý muốn của Chúa. Mà thực thi ý muốn của Chúa là thấy người đói thì cho ăn, thấy người khát thì cho uống, thấy người trần chuồng thì cho mặt à, tối hôm qua thì có một bà bà gọi điện thoại cho con mà thấy cũng tội nghiệp lắm bà nói là cha cha cầu nguyện cho con nhé cha cầu nguyện cho con nhé con già rồi thế con giao hết tài sản cho con của con thấy bìa con giao hết tài sản cho nó mà con thấy chắc con chẳng sống được bao nhiêu nữa giờ con đau bệnh nhiều lắm mà con cũng cả 80 tuổi rồi thế bây giờ thì con chỉ muốn là, có ít tiền để xin lễ với làm bác ái Lỡ mình có thiếu sót cái gì đó Thì coi như mình cũng là đền bù khi còn sống ở đời này Mà con xin nó không cho con xin nó không cho Nó bảo rằng là không cần phải làm cái chuyện đấy Ê, Mẹ cần ăn cái gì, cần uống cái gì Cần uống thuốc nào thì con liệu cho mẹ thôi Chứ không cần phải làm đó Bây giờ con khổ lắm Con muốn làm cái cái, cái một chút bác ái Con không, không có làm được Thế thì con cũng nói với vui với bà là Lý ra bà phải làm ngay lúc bà còn trẻ cơ Ngay khi còn trẻ mình cũng phải làm Chứ giờ già rồi Mình lệ thuộc vào con và cái làm sao mình làm <laughs> Thật sự thì con thì con nghĩ như thế Làm bác ái là phải làm ngay từ còn Ngay bây giờ Chứ còn đợi mai mốt đây chẳng biết có làm được hay không Thế thì để được vào nước trời Thì phải thấy người ta đói cho người ta ăn Thấy người ta khát thì phải cho người ta uống Bất luận chúng ta nghèo hay là khát thế nào Nhưng mà thấy người ta thì mình cũng phải liệu à, Chiều hôm qua thì con có đưa cái hình cái bác cái bác bác bị bị đại khái là cắt một chân ở bệnh viện ung bú đó thì bác cần một cái xe lăn thế thì con cũng thấy rằng là, ngay sau đó thì đã có người sẵn sàng giúp ngay thì con thấy cũng rất là tuyệt vời thế thì đấy là thực thi ý muốn của Chúa ý muốn của Chúa là gì thưa ý muốn của Chúa là thấy người đói thì cho ăn thấy người khát thì cho uống thấy người đau khổ thì an ủi bất luận chúng ta nghèo đói như thế nào nhưng mà thấy họ thì chúng ta không thể không được bỏ rơi vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa xa nước cuốn hay bão táp bập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Tức là cho nói là ai mà thực thi lời Chúa đó, thì là cuộc đời của họ rất là vững vàng. Còn này còn thích cái này vô cùng. Nhiều khi chúng ta cứ xin Chúa cho con đừng gặp khó khăn hay là xin Chúa đừng để cho con đau ốm bệnh tật hay là xin Chúa đừng để cho con phải gặp cái khó này cái khó kia. Có lẽ chúng ta xin Chúa cho chúng ta mạnh mẽ, vững vàng mà để cho mạnh mẽ vững vàng thì hãy tập thực thi lời Chúa ngay bây giờ ngày ngày nào Chúa cũng dạy hết hôm nào Chúa dạy cái gì thì làm cái đó à, hôm nay Chúa dạy chúng ta là thi hành ý muốn của Cha thầy à, thi hành ý muốn của Cha thầy tức là cho kẻ đó ăn cho người khác uống đó. À, chúng ta cũng cứ thi hành đi à, tất cả những ai thi hành lời Chúa thì cuộc đời của họ sẽ rất là mạnh mẽ à, chúng ta hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh xe du Nguyễn Duy Khang nha khi mà bị bắt nó có tới 13, 14 người bị bắt cùng một lúc Thế nhưng mà gặp tra tấn là tất cả mọi người bỏ hết Còn mỗi thầy Du Xeo Nguyễn Duy Khang Hay là người ta đưa ra pháp trường rồi chặt đầu Các ngài quá là mạnh mẽ Thì con con cũng rất là mơ ước con cũng rất là mơ ước cuộc đời của mình mạnh mẽ để rồi gặp gian chân sầu khổ gặp hiểu lầm rồi gặp vô oan cáo vạ thì mình vẫn cứ bình tĩnh mà thậm chí là mình còn vui mừng đón nhận vì qua những cái thử thách gian nan đó thì đức tin của mình lại càng vững vàng nhưng mà thật sự thì con thì cũng yếu lắm khi gặp những cái sự khó thì hay buồn <laughs> khi gặp những cái sự khó thì hay buồn nhiều khi cũng bực mình mình đôi lúc mình không có làm chủ được mình. Thế nhưng mà thôi thì hôm nay Chúa dạy đấy thực thi lời Chúa thì cuộc đời sẽ mạnh mẽ. Còn cũng sẽ cố gắng tập thực thi lời Chúa nhất là giữa đằng yêu thương. Đấy. Còn ai nghe lời thầy mà không đem ra thực hành thì như người ngu dại xây nhà trên cát. Cuộc sống ngày hôm nay thì tất cả chúng ta gặp gian nan thử thách chúng ta đều đều gọi là có thể là chiều theo cái 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 xấu hay là buông xuôi sâu xa là bởi vì chúng ta ít nghe lời chúa và không có thực hành lời chúa nên là gặp khó khăn là chúng ta đấy người ta bảo rằng là có những cái người khi mà mới lên mới lãnh chức vụ thì rất là liêm chính thế nhưng mà làm được một vài năm rồi cái là tham nhũng đủ thứ bởi ừ. vì là sống trong cái guồng máy có nhiều cái cạm bẫy có nhiều cái cám dỗ mà mình không vững vàng có nhiều cạm bẫy có nhiều cám dỗ mà mình không vững vàng thì chúng ta sẽ 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 xuôi theo thôi. Vì thế chúng ta phải tập lắng nghe và thực thi lời Chúa, tập lắng nghe và thực thi lời Chúa để cuộc đời của mình vững vàng. Khi gặp gian nan thử thách, khi gặp những cái cơn cám dỗ thì chúng ta cũng thẳng bước, chúng ta cũng vững vàng. À, gặp mưa xa nước cuốn hay bão táp ập vào thì nhà xây trên cát sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành. À, Còn thấy hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta rất là rõ ràng ha. À, với ba cái ý ý thứ nhất không phải là cứ thưa với thầy lệ chúa lệ chúa là được vào nước trời nhưng mà phải thi hành nữa à, đọc kinh cầu nguyện thôi chưa đủ mà còn phải thực thi bác ái cũng có một cha chia sẻ với con nói rằng là ở Việt Nam của chúng ta các giáo xứ đó trong những dịp lễ thì tổ chức sinh hoạt rình rang lắm chống kèn rồi cái gì cũng hoành tráng thế nhưng mà nói đến bác ái thì cảm thấy rằng là nó rất là rất là không có mạnh bạo không có nói đến bác ái thì chỉ thích tổ chức lễ thôi Nhiều khi con thấy tổ chức một cái lễ hết cả mấy triệu Nhưng mà làm bác ái Năm chục một trăm chúng ta cũng khó Thế thì Chúa nói rằng là Đọc kinh cầu nguyện thôi chưa đủ Nhưng mà vừa đọc kinh cầu nguyện Vừa thực thi ý Chúa Mà ý của Chúa là là thấy kẻ đói thì cho ăn Thấy kẻ khát thì cho uống Dù chúng ta có đói có khát Thì thấy họ chúng ta cũng không được bỏ rơi đó là ý thứ nhất. Rồi ý thứ hai, ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Nếu chúng ta cứ nghe lời Chúa mỗi ngày, thực thi lời Chúa mỗi ngày thì cuộc đời của chúng ta sẽ vững vàng trước những phong ba bạo tố, trước những khó, khó khăn, trước bệnh tật, trước cám dỗ, trước tuổi già. Còn lại còn phải tập ngay, ngay, hàng ngày, hàng ngày phải tập. Mai mốt đây khi mình già rồi đau, ốm, bệnh tật rồi thế này thế khác thì nhờ mà ơn Chúa, nhờ bám vào lời Chúa và thực thi lời Chúa mà mình vững vàng. Còn ai nghe những lời thầy nói mà không đem ra thực hành đấy, đọc kinh cầu nguyện mà không có thực hành lời Chúa, không có thực thi bác ái thì như, như xây nhà trên cát gặp sự khó cái là buông xuôi là bỏ Chúa, gặp sự khó cái là sụp đổ. Xin cho chúng ta luôn luôn lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa để cuộc đời của chúng ta được vững vàng. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.